Thì ở đây quý vị hỏi là về một cái thiền quán, quán tâm trên tâm. Như vậy có đúng hay không? Cái thiền quán tâm trên tâm là đó là thiền của tứ niệm xứ. Quý vị biết là cái người nào muốn cho mình không có phiền não thì hãy dùng tâm quan sát chính mình thì mình không có phiền não sanh. Chúng ta dùng tâm mà quan sát người ta thì phiền não sanh. Đây là một cái phương pháp mình có thể dễ dàng giữ được tâm thanh tịnh bằng cách là chúng ta nhìn về chính mình. Nhìn cái gì của chính mình? Nhìn thân và nhìn tâm. Hoặc là nhìn cả thân và tâm của chính mình. Nhìn không phải bằng mắt mà nhìn bằng tâm, gọi là quán, lấy tâm mình để quán. Thì người này nói là bây giờ là chúng ta quán là nhìn vào tham sân. Nhìn vào tham sân rồi nhìn kỹ con không thấy tham sân. Trời ơi, nhìn vào tham sân, đừng có nói nhìn vào tham sân mà nhìn vào tâm quán mới đúng. Nhìn vào tham sân quán không có đúng. Vì lý do lúc mình quán đâu có tham sân đâu mà quán. Nó có đâu mà quán, lúc đó nó đâu có. Mình phải thấy một xấp tiền mà xanh lè tái lét ra trên bàn mà nhìn qua nhìn lại không thấy ai. Lúc đó đó tham nó mới nổi lên. Còn mình muốn quán sân dễ lắm. Mình kêu người kia tát mình cái coi, đi ngang tát cái bóp cái, tự nhiên không có làm gì chứ, tát cái bóp quay qua cái, tại sao mày tát tao đó, bắt đầu sân nó nổi lên từ 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 đó, lúc đó nó mới nổi lên. Hiểu chưa? Hoặc là kêu ông chồng chở vợ bé chạy xe ngang, mình nhìn cái cảnh mà vợ bé ôm eo ếch của ông chồng đó, lúc đó đó mình mới thấy sân nó nổi. Chứ còn bình thường sân đâu mà nổi, mà nhìn mà quán tham với sân ở đây. Quý vị hiểu không? Đối cảnh mới sanh tâm, chứ bình thường đâu phải là tâm nó lưu trú. Mình đừng có nghĩ là 189 tâm hoặc là 121 tâm nó lưu trú ở trong tâm mình, nên mình muốn quán tâm nào mình quán là sai, không có đúng. Quý vị, quán tâm là gì? Khi tâm nào nó nổi lên mình nhận diện rõ nó thì lúc đó mới gọi là quán tâm trên tâm. Chứ bây giờ ngồi đây trước bàn Phật, ngồi sắp bằng đây mà quán tham với sân, đường nào mà tham sân ở trước bàn Phật? Quý vị, đâu có đâu. Ai mà lọt cây vàng, lọt cọng dây chuyền xuống đi rồi mới thấy. Lúc đó đi ra đường đó, thấy người ta lọt cọng dây chuyền xuống, người ta kiếm cái kiếm đi tới, mình đạp cái chân lên đó, mình đứng đó luôn. Quý vị, ai kiếm gì kiếm đi, tôi đứng đây tôi ngồi đây luôn tôi hát cả lương ở đây luôn quý vị bắt đầu tham, nó làm chuyện đó đó. Cái tham nó muốn lấy vàng của người ta, bắt đầu nó đạp cọng dây chuyền đó, cũng đi kiếm, có nhiều người kiếm vậy đó. Quý vị kiếm gặp rồi đạp luôn ở đó, đợi người ta đi hết chỗ khác mới lấy lên. Đi kiếm mà chẳng thành đi ăn cắp. Thấy không? Cái tâm ăn cắp đi kiếm, chứ đâu phải là đi kiếm giúp người, mà tâm tham nó nổi lên đó, nó lấy của người ta. Cho nên mình quán tham với quán sân là phải có tâm tham tâm sân mới quán. Cho nên quý vị nói là quán tham quán sân, nhìn vào không thấy tham sân nên tâm là trở nên nhẹ nhàng. Đó, mình quán sát như vậy không thấy tham sân, có tham sân đâu mà thấy. Dạ quý vị, cho nên một cái giai thoại là nói về tổ Thần Quang với tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ 28 Phật giáo. Ngài là hoàng tử ở Ấn Độ, ngài đi qua bên Trung Hoa vào thời của nhà Lương, vua Lương Võ Đế. Ngài nhận có gì học trò đầu tiên đó là tổ Thần Quang Huệ Khả. Thì lúc đó tổ mới nói với sư phụ của mình là: bạch sư phụ, con thấy tâm con bất an quá, xin sư phụ chỉ cho con một cái pháp an tâm. Thì hồi sáng này thầy đọc ở trên một cái message của một Phật tử đào nói gửi thầy nữa nè, là thầy ơi, thầy cấp này tâm con bất an quá, xin thầy chỉ cho con cách an tâm. Trời, thầy nhớ lại lúc mà tổ dạy trong đệ tử hết sức luôn mà tổ dạy đệ tử được, chứ không biết mình dạy người, mình chỉ người này có được không. Thì tổ mới nói là: con hãy đi tìm cái tâm bất an ra, con đem ra đây ta an cho. Thì lúc đó thì tổ Huệ Khả, tổ Thần Quang đó, mới quay qua lại tâm của mình tìm. Tìm tới, tìm lui, tìm xuôi, tìm ngược, tìm hoài, không thấy cái tâm bất an. Cho nên đó là tổ mới trình bạch lên tổ Bồ Đề, là: bạch sư phụ, con tìm hoài mà không thấy được cái tâm bất an của con. Do đó mà tổ mới nói rằng là ta đã an tâm cho con rồi đó. Có nghĩa là gì? Hồi nãy bất an, bây giờ hết bất an là đã an rồi chứ gì nữa. Quý vị, chứ thật ra ở đây có nhiều người giải thích khác nhau. Có nhiều người giải thích là lúc ta quán tâm trên tâm thì phiền não nó không sanh, cho nên là tâm bất an nó sẽ biến mất. Có nhiều người nghĩ rằng hồi nãy đối cái cảnh mà mình lo lắng sợ hãi thì có cái tâm bất an, nhưng bây giờ đối với cảnh với sư phụ của mình
nên mình rất là an tâm trước sư phụ của mình. Lúc đó gặp chỉ tập gặp tổ thôi là hết bất an rồi. Giống như đứa nhỏ nè, nó rất là sợ hãi khi nó ở một mình, ba mẹ nó về tâm sợ hãi nó hết, tin không? Như vậy đối với cảnh ba mẹ của nó thì không có tâm sợ hãi, mà đối với một cái cảnh mà quan du cô tịch vậy là nó sợ hãi. Giống như cái cô Phật tử ở trong là quận 10 nè, cái nhà cô ở cách đây 50 năm rồi đó quý vị, mà con cái đi hết, cái bàn thờ Phật ở trên lầu 3 không dám lên thắp nhang, sợ ma. Trời ơi, cô bây giờ là 6, 7, 80 tuổi gì rồi mà nhà mình ở năm mấy năm mà sợ ma, má đâu đó mà sợ. Có ma nó sợ mình á, ma nó ở đậu mình là chủ nhà mà. Cho đó mà quý vị nào sợ ma trong nhà của mình á, hãy photo công chứng cái sổ đất, rồi đầu xếp lại, rồi ép lại đeo cổ. Để làm gì? Photo sổ hồng á, để làm gì? Để nói với mấy con ma trong nhà đó, nhà của tôi, mấy vị ở đều là ở đậu, cho nên á quý vị phải sợ tôi chứ tôi không phải sợ quý vị, đúng không? À, quý vị. Cho nên có cô Phật tử, cô mới mua về cái nhà, mua về, cô là trời ơi, ban đêm nó lục chén lục đũa, rộn rộn, thầy ơi sợ quá, cô có một mình à. Ở dưới này nè, đâu ở dưới tỉnh Lô 10 đi vô đường hẻm đó, mình nè, cô là sợ quá thầy ơi, Thầy là bây giờ á, dễ ợt thôi, không có gì hết trơn á. Bây giờ á, là cô á, là photo cái sổ hồng đất, có sang tên cô chưa, là sang rồi thầy ơi, là photo sổ hồng, rồi cúng dĩa trái cây. Là kính thưa quý vị, nhà lúc trước là nhà của quý vị, nhưng mà lúc này tôi mua rồi là nhà của tôi. Quý vị không có được đuổi tôi ra, mà tôi mới là đuổi quý vị ra. Quý vị muốn ở yên ở đây, quý vị nín thinh, không có quậy tôi. Còn mà quậy là tôi đuổi ra nhà của tôi. Không tin tôi đốt cái sổ hồng cho coi, giấy râm râm rồi đem đốt cái sổ hồng. Nè, quý vị đốt mà cái sổ mà photo công chứng nha, không công chứng ta nói mình photo mà không có hợp lệ à, photo công chứng. Mà đốt rồi cái tiệt nọc luôn á quý vị. Đốt rồi cái là cổ không còn thấy nữa, không còn lục chén, không còn nhát nữa luôn á quý vị. Cổ là trời ơi thầy ơi hay quá, trời hay luôn. Bây giờ đốt cái sổ hồng một cái một là xong luôn, không có còn quậy còn phá nữa. Tức là đúng không, điểm nguyệt ngay nguyệt đúng không? Đó, người ta tính đâu nhà của người ta, ta quậy mình. Bây giờ nhà của tôi rồi, sang sổ tôi rồi. Mấy ông ở, mấy cô ở là ở đậu à. Tôi muốn đuổi giờ nào tôi đuổi à. Đốt cái sổ hồng làm bằng chứng nè, công chứng nè, phải không? Phòng công chứng nhà nước đàng hoàng nè, đốt lên cái. Nhưng mà chỉ có thầy mới biết thôi. Cái người đó họ nhát á, rồi họ nghi, họ tưởng cái này tưởng nó ra. Còn mà thầy á, chỉ cho họ một cách chắc chắn quá là nhà này nhà của mình, không có sợ ai hết. Thì trong não của họ định hình là nhà của mình, nên tự nhiên không ai nhát là cho đó. Cổ nhát đó là chẳng qua cái tưởng của cổ tưởng ra thôi. Ban đêm ban hôm me ngang mèo chạy cái rốt cái là con ma nó đang hiện ra rồi đó. Ví dụ á, quý vị hiểu không? Chứ thật ra là nhầm khi không có con ma nào đó, chứ mà con ma trong tâm mình, ma tưởng á, sợ quá. Là nhà của người ta mới vô nhà nào á, là ở lâu ngày cũng có người chết ở trong nhà, hoặc là dòng họ gì ở nhà, nên á, là người ta ấy này nọ cứ nghĩ gì không á. Hoặc là nghe mấy người bạn á kể mấy câu chuyện gần gần vậy đó, cũng nghĩ vậy đó quý vị. Rồi thôi, cho nên á, mình làm một phương pháp an tâm đó, là mình làm chủ, mình sợ ai nữa. Ai ở trong nhà mình đuổi ra hết à, quậy tôi đuổi hết à. À quý vị, rồi lúc đó là mình an tâm, tôi là chủ rồi, mấy người kia đâu có quyền gì nữa quý vị. Rồi tự nhiên trong tưởng mình nó không hoạt động nữa, cái kiểu đó nó không hoạt động nữa thì tự nhiên chấm dứt. Theo thầy giải thích đó là kiểu đó. Còn thiệt hay không thầy không có tới nên thầy không có biết, đúng không? Mà giấu cho thầy có tới nữa cũng không thấy, không biết luôn, mình sao thấy được ma. À quý vị, bởi vì bữa đó có chú đó, chú mới mua miếng đất, cái ông bảo vệ á, ông là trời ơi ban đêm đêm nào cũng thấy cô gái đè ổng. Là trời ơi em thanh niên mà sợ cô gái đè, đó quý vị hiểu không? Là ông là thanh niên mà ông sợ, ông bảo vệ ông thanh niên mà ông sợ cô gái có đè. Ban đêm ông nhắm mắt lại nó đè, nhắm mắt lại đè. À quý vị, thầy ơi thầy lại thầy điều tra coi cái cô đó là cô nào. Thế là trời ơi, trên cõi dương còn điều tra được, cõi âm ai mà điều tra được cái cô đó là cô nào. Là thầy làm ơn làm phước, thầy ghé ngang thầy điều tra coi cái cô đó cô nào mà đè ông bảo vệ hoài. Rồi ổng muốn nghỉ việc. Là mướn ông tháng nhiều, là mướn ông tháng 4 triệu. Đó trời ơi, ông thấy 4 triệu ông nghỉ việc phải rồi, lên 6 triệu cho người ta đi tháng này chứ là sao đủ sống. Nuôi gia đình này nữa lên 6 triệu người ta đi.
đó, quý vị. Cái ổng đòi nghỉ việc, cái ông đó đó, ông là thôi ông làm không, ông làm thì tôi lên lương ông 6 triệu, ông nghỉ tôi mướn người khác. Ông là thôi kệ tôi gán cho nó đè. Rồi coi nín thinh luôn, đâu nói nữa đâu. Mình cũng không hiểu sao đó nha, cái này cũng không hiểu sao. Rồi gán cho nó đè, lãnh được lương 6 triệu rồi cho nó đè luôn, đứa nào đè đè. À, biết không? Rồi cũng đâu có nghe nhắc ở hổm gầy lâu rồi. Mấy tháng này thầy đâu nghe nhắc cái vụ mà đè đè cũng không có kêu điều tra gì, có con ma đè gì đi trên đó quý vị. Thầy là trời ơi, chỉ lên lương có 2 triệu mà nó hết đè ha. Đó, cái này cũng không hiểu làm sao, nói nữa nghe, mình cũng không hiểu làm sao. Mà chỉ có mới có là tính, thầy tính cái thứ nhất là lên lương. Còn cái thứ hai nữa, nếu mà quản còn đè là mình còn cái cách khác nữa. Ai nhà đâu lên có 2 triệu hết đè luôn nghỉ. Cho nên ở trong cái cuộc sống đó, là chúng ta với cái tâm của mình, nếu mà với cái tâm sân và với cái tâm tham, thì cái tâm tham tâm sân chẳng qua là tâm gốc của tất cả các tâm của chúng sanh. Tâm nó có tâm gốc tâm ngọn, từ tâm đó nó mới sanh ra các tâm khác, nên gọi là căn bản phiền não. Tâm gốc là gì? Không phải là nó khởi hồi xưa. Tâm gốc mình tính đâu là hồi thời vô thủy có con người là có tâm đó gọi là tâm gốc, là không phải. Tâm gốc đây á, là nó phát sinh khi chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm. Cái tâm đó nó ra trước đó. Bây giờ ví dụ nha, mình nhìn thấy cái gì ưng ý mình khởi lên tâm tham, thấy cái gì không ưng ý mình khởi lên tâm sân. Tâm sân là tâm gì? Tâm bất như ý à, thì khởi lên tâm sân. Có tham có sân nó làm cho tâm của mình không sáng suốt, nên gọi là si. Si là hậu quả của tham sân mà ra, nên gọi là tham sân si. Nên khi chúng ta hết tham hết sân thì dĩ nhiên sẽ hết si, chứ không bao giờ diệt si mê mà bỏ lại tham sân. Tại vì bản thân của tham sân giống như thế này, chúng ta có một cái chén nước trong vắt, chúng ta nhỏ vào hai cái giọt mực, một giọt mực đỏ và một giọt mực đen, thì làm cho cái chén nó đục ngào đi, thì cái độ đục đó là si mê. Chúng ta không thể nào lấy cái độ đục đó ra mà còn mực đen và mực đỏ ở trong chén, quý vị hiểu không? Vì muốn hết cái đục đó thì chỉ lấy hai cái loại mực đó ra, lấy tham và sân là si mê nó sẽ biến mất. Cho nên đó quý vị, khi mà cái độ đen có thì có ánh sáng, khi có trí tuệ thì nó diệt đi vô minh và si mê. Như vậy người ta nói là có trí tuệ thì diệt si mê đó, chứ ta đâu có diệt tham sân đâu, mà có trí tuệ nó hết si mê thật sự. Chứ thật ra có trí tuệ thì tham sân nó không có sinh, nên si mê không có sinh, chứ không phải là trí tuệ diệt si mê. À, quý vị hiểu không? Tại sao có trí tuệ mà tham sân nó không sinh? Bây giờ ví dụ nha, tại sao mình lại bất như ý? Là tại vì kiến giải. Kiến giải nghĩa là gì? Kiến giải có nghĩa là mình hiểu về nó, gọi là kiến giải. Con mắt mình nhìn thì mình hiểu về nó tốt xấu thế nào, đó là kiến giải, mà phải nhờ mắt để nhìn. Nếu mà chúng ta nói tốt thì mình sanh ra tâm tham. Nhưng mà cái tốt này có phải là chân lý không? Mình thì nói tốt nhưng người khác lại không nói tốt, tin không? Bây giờ mình đem cái thân mình ra đi thí nghiệm đi, mình gặp người này, nhìn tôi thấy sao, thấy đẹp không? Người kia trời ơi, anh đẹp lắm. Mình nhìn người này á, hỏi tôi thấy đẹp không? Trời ơi, ông xấu quá, ông hỏi gì ông ơi. Ví dụ gì đó, hai người cùng nói lên cái mặt này nè, mà người thì khen đẹp, người khen xấu. Người khen đẹp, thứ nhất là người ta cảm tình với mình, người ta khen đẹp. Thứ hai là mình hợp nhãn với người ta. Hợp nhãn nghĩa là gì? Người ta thích cái e vậy đó. Cái người nào lùn thì người ta thích lùn, cái người nào cao người ta thích cao. Bữa trước thầy đi giảng, đậu ở đường hẻm để đợi người ta đi ra rước vào. Thì bữa đang ở chân cái buổi thi hoa hậu là quốc tế, thì cô gì đó đăng quan hoa hậu quốc tế. Người ta đội dương niệm rồi gãi bông quá trời. Cái cô bán cà phê bưng cà phê ra nhìn lên, hoa hậu gì còn nhông câu nhiều như cái che miễu hoa hậu. Trời ơi, cổ chề môi, còn cổ hứ một cái cô bán cà phê á, trời ơi, nhìn lại cổ có 1m40 à, gọi là tròn ẩm à. Hoa hậu người ta là 1m7 1m8, cổ có chưa được 1m5 nữa.
Cổ chê người ta cao như cái tre miễu, đi liêu khiêu qua hậu, cổ hứ. À cái gì? Là tại sao hội đồng giám khảo người ta chấm cô đó là đẹp nhất thế giới, nhưng mà cô bán quán cà phê lại chê là trời ơi vậy mà hoa hậu, vì hiểu không? Là tại vì cái e của cổ, cổ thích là như cổ vậy đó, lùng lùng mà tròn như hột mít đó mới là hoa hậu. Mà còn mà ta cao 1m7 1m8 như cái che miễu mà hoa hậu có gì? À quý hiểu không? Tức là cái kiến giải, cái kiến giải có nghĩa là cái nhận định của mọi người về cái đó nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố sai biệt khác nhau. Có thể nó phụ thuộc vào là kiến thức, có thể phụ thuộc vào phong tục tập quán, có thể là phụ thuộc vào tri thức, có thể phụ thuộc vào tuệ, không có gì. Nên cái người nào kiến thức nhiều thì nhận định khác, người nào không có kiến thức nhận định khác. Cái người nào còn nhỏ nhận định khác, người nào mà đã trải qua trường đời già dặn nhận định khác. À, quý vị, cũng một vấn đề thôi. Hoặc là tâm trạng này nhận định khác, tâm trạng kia nhận định khác. Nói về tâm trạng nè, ông chồng hồi mới cưới vợ đó, cho vợ lên là nữ chúa, lãnh chúa, cái gì gọi là chúa tể luôn. À, quý vị, mà tới chừng mà có vợ bé một cái rồi coi, nhìn cái mặt bà vợ một cái coi. À, quý vị, gọi là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình thấy ghê. Rồi, có phải vậy không? Cũng là cái tâm trạng thôi. Lúc trước yêu người ta đó thì nhận định người ta khác, lúc này không yêu thì nhận định khác. Không yêu là quỷ là ma, mà yêu á là hoa hậu. Và vậy thôi, nó phụ thuộc vào tâm trạng. Dầu cho ta có kiến thức về thi sắc đẹp đó, nhưng mà tâm trạng ta không vui, ta ghét rồi, dầu đẹp tới cỡ nào người ta cũng cho là xấu. Quý vị hiểu không? À, cho nên á quý vị, khi mà nhận định một cái gì đó nó phụ thuộc vào tâm trạng, nó phụ thuộc vào kiến thức, phụ thuộc vào nhiều thứ ở trên đời, nó không phải là chân lý. Cho nên cái ưng ý mình không ưng ý của mình đó, nó phụ thuộc vào cái kiến giải. Kiến giải là cái mình hiểu biết về cái đó như thế nào. Nếu người nào có trí tuệ sẽ hiểu biết được chân đế của nó, là hiểu biết sự thật của nó. Còn người nào không có trí tuệ thì hiểu biết bằng sự phụ thuộc, lệ thuộc vào tâm trạng, lệ thuộc vào phiền não, lệ thuộc vào kiến thức, lệ thuộc vào tập quán, lệ thuộc vào nếp suy nghĩ của mình, phụ thuộc vào lứa tuổi. Ví dụ hồi 5 tuổi người ta nhận định người đó khác, mà 10 tuổi nhận định khác, mà 100 tuổi người ta nhận định người đó khác đó, tin không? Ví dụ nè, cái này là thực tế nè. Hồi nhỏ, hồi đi học đó, nghe nói một cái vị vua nào trong quá khứ, vua nổi tiếng đi, ví dụ như ông vua nổi tiếng nào đó ở trong quá khứ, ví dụ coi phim đi, ông vua Càn Long ở Trung Hoa đi, trời ơi, có mấy em nhỏ thấy Càn Long đi vua Bắc vua Nam đó, ái mộ lắm. Tức là đó là chồng vua này hai em vua giỏi ha. Nhưng mà tới chừng lớn lên tới 50-60 tuổi, cái vị này có khả năng làm nguyên thủ quốc gia, ông sẽ nhìn ông vua Càn Long nó khác. Ông thấy vua Càn Long chả có gì giỏi. Ví dụ á, thầy ví dụ thôi. Tại vì cái giỏi của ông bây giờ cũng tương đương với ông kia, hoặc hơn ông kia rồi. Còn hồi nhỏ ông không làm được gì chứ, ông thấy ông này quá giỏi. Nhưng mà lớn lên ông có thể làm được tương đương hoặc là hơn này. Bây giờ ví dụ nha, hồi nhỏ mình biết được tiếng Việt không à, mình rất là thích tiếng Anh, rất là thích tiếng Trung Hoa, rất là thích tiếng Pháp, rất thích tiếng gì. Thấy người nói hai ba thứ tiếng, trời ơi mình ái mộ khủng khiếp luôn, mình nói một chữ không ra. Tới lớn lên đi du học biết 3-4-5 thứ tiếng, biết còn nhiều hơn cái ông đó nữa đó. Lúc này còn ái mộ ông kia nữa không? Đúng không? Kiến giải nó phụ thuộc vào nhiều thứ ở trên đời này quý vị. Cho nên á, cái mà mình thấy ưng ý cũng là do kiến giải, mà không ưng ý cũng do kiến giải. Cho nên lúc á mình thấy người này xấu xa nên mình rất nổi sân với họ, đùng đùng có gặp họ muốn đánh muốn đập họ. Nhưng mình hiểu ra người nào đã giải thích cho mình hiểu là người này không phải xấu như anh nghĩ, mà người này đã gì gì vậy đó, mình thấy thiện lành này nọ, mình hiểu ra tự nhiên cái tâm xấu đó không còn nữa, mà trở thành cái tâm tốt nó thế vô, là kiến giải mình nghĩ người đó tốt. Như vậy hồi nãy á mình thấy người đó xấu mình nổi lên tâm sân, bây giờ mình thấy người này tốt mình nổi lên tâm tham ái. Bắt đầu nhầm khi có những khi á quý vị, lúc đó mình rất ghét người đó, nhưng mà sau đó lại là rất thương người đó. Là sao? Hai cái kiến giải khác nhau thôi, cái nhìn nhận với người đó khác nhau, đánh giá người đó khác nhau. Hồi trước tôi đánh giá người này xấu nè, cho nên tôi ghét, tôi sân, tôi si, tôi gặp học mà không muốn gặp mặt. Nhưng mà sau này tôi thấy người này sao tốt quá, người này đẹp quá, người này tốt quá, tất cả cái đều được, chân tự nhiên mình tham ái, có nghĩa là mình thương người ta luôn. Và dần dần quý vị có phải vậy không?
Do đó khi mà mình có tâm tham, làm thấy cái đó nó tốt, nó đẹp, mình muốn lấy về làm sở hữu riêng mình, bắt đầu khởi lên tâm tham là tâm sở hữu. Rồi bây giờ mình thấy cái đó là xấu xa, thấy cái đó là nó không tốt gì hết á, mình khởi lên tâm sân, mình muốn đẩy nó ra. Nhưng mà khi trí tuệ xen vào, mình mới thấy một vật. Đức Phật nói là vật này là vô thường, cái này là khổ, cái này là vô ngã. Nó đã vô thường, nó thay đổi, nó đâu còn là nó, nó đâu mà tham. Mà nó vô thường, nó thay đổi, đâu còn là nó đâu mà sân. À, bây giờ ví dụ như á, cái người này hồi nãy chửi mình là cái người đó, họ lúc mà họ sân si họ chửi, nhưng mà một chút sau cái người đó sám hối ăn năn, họ không còn sân si, họ không còn chửi mình nữa, họ xin lỗi mình. Hai người khác nhau nha. Cái vô thường làm cho con người thay đổi, hồi nãy họ săn tay áo, họ làm dữ làm dằn lắm, còn bây giờ họ khúm núm, họ vậy đó. Hồi nãy mình gặp họ, họ chửi mình mà còn nổi sân, bây giờ họ năn nỉ mình, họ lại lục mình còn nổi sân nữa không quý vị? Do đó cái kiến giải khác nhau, nó phụ thuộc vào cái đối cảnh khác nhau, nó sanh ra tâm, những loại tâm khác nhau. Nên á, cái quá giải hận thù là đối cảnh đó họ hận thù, nhưng mà người ta đối xử tốt với họ quá, từ từ tâm hận thù họ mất luôn, mất tâm hận thù, họ không còn báo thù được nữa. Dưới ngành kiếm sĩ người Nhật đó, nó có câu chuyện đó. Ông này hay đấu võ đài giết chết cha ông kia. Trong lúc cái ông kia mới sanh ra, ông mới học võ lên tới 18-20 tuổi luôn, đi trả thù, đi giết ông nọ. Và cái ông nọ lúc này hết đánh võ đài rồi, ông mới đi làm từ thiện thôi. Ông mới đục cái vách núi, ông đục cho xe chạy á, người ta leo đèo rớt xe xuống chết nhiều quá. Cho nên ông phát tâm là tự ông đục cái đường xe qua núi cho người ta chạy. Thì ông này lại ông báo thù. Mà ông đục nửa đường à, ông đục núi đó tới 6 năm mà ông đục mới 3 năm nửa đường à. Ông mới nói cái ông mà đi báo thù, ông là tôi á, tôi giết cha ông thật, ông đi báo thù tôi công nhận luôn. Nhưng mà ông đợi 3 năm đi, tôi đục hết cái núi này xong rồi tôi cho ông giết tôi luôn. Chứ bây giờ á, tôi giữa chừng thế này á, cái tâm nguyện tôi và bà con đi lại khó khăn thế này, cho nên ông giết tôi bây giờ á, thì là người ta sẽ không có đi được cái đường này. Do đó ông đợi tôi đi, tôi đục xong cái núi này. Ông kêu là thôi, thấy cái việc làm này hợp lý, tôi đợi ông, chừng nào ông đục xong tôi giết ông. Đục ngày này qua ngày kia qua ngày nọ, ông đợi lâu quá, ông mới lấy đục, ông đục tiếp. Ông là tôi đục cho nhanh. Đục tiếp, hai ông đục, đục nói chuyện nhau, ăn nhau, ngủ nhau, chung ở cái nơi đó. Thì cái người già nè, có nhiều kinh nghiệm lắm, mới thấy lỗi lầm với cái người trẻ này, nên mới truyền đạt hết kinh nghiệm sống, những cái gì hay nhất, truyền đạt hết. Thủ thực nào hay, cái gì hay truyền đạt cho ông này hết, nên ông này cái tâm lớn lên. Lớn lên mấy năm trời mà. Rồi thấy ông này siêng năng. Một cái người mà siêng năng hy sinh cho người khác, đục núi không công cho người khác đi, thì đâu phải là người xấu đâu. Ông thay đổi quan niệm lần lần, thay đổi quan niệm, bắt đầu hận thù này dữ lắm thì giết cha. Nhưng mà cái mà ơn của ông này dạy cho ổng, rồi ổng thấy cái nhân cách của ông này bây giờ không phải là cái người mà giết người nữa, mà là một cái người già, một cái người đầy lòng thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người, một người đầy đủ kiến thức uyên bác, một người không hại ai hết. Ổng giết nổi cái ông này không? Cho nên đó, sau khi đục xong rồi, cái công trình gọi là khánh thành xong xuôi hết rồi, người ta mới làm lễ bàn giao công trình đó cho dân sinh, người ta đi thấy, người ta đi nùm nộp, người ta tán thán ca tụng cái ông này đã 6-7 năm trời làm cái việc này. Rồi đêm đó đó, ông này mới mời cái ông nhỏ tuổi này ra nè, mới là ta đã xong tâm nguyện rồi, đưa cái kiếm là ngươi hãy giết ta đi để đền mạng cho cha của ngươi. Ông này giơ cái kiếm lên, ông giơ kiếm rồi ông buông kiếm xuống luôn. Ông là sư phụ, làm sao con có thể giết thầy được. Ông mới hiểu ra ở trên đời này, khi cái ông này mà giết cha của ông là giết trên võ đài, hai người đấu với nhau. Nếu mà cha ông không chết thì ông này chết. Vậy thôi, đã võ đài rồi mà đã đấu, hai người tự nguyện mà, chứ đâu phải ông này ông muốn giết cha của ông này đâu. Bây giờ ông hiểu ra được cái công lý nằm ở chỗ đó, cho nên là thù hận ông tan. Tại người ta đâu có tìm cha ông giết đâu, đâu phải vì quyền lợi gì đâu mà đến võ đài đấu, ông nào thua ông đó tiêu. Ví dụ như đó, là những cái võ đài nó ghê gớm vậy đó quý vị. Là trong lúc thanh niên thì người ta vậy. Cho nên đó quý vị, là trong lòng thù hận ông đã hết rồi, lấy sao mà ông giết nổi ông này nữa. Nó đã quá giải hết rồi, đối trước cái cảnh này thì tâm này, đối trước cảnh kia tâm kia. Tại vì đối trước cảnh nghèo khổ, một mẹ một con không có cha chăm sóc, thua thiệt ta đó, lòng thù hận nó dâng cao. Phải còn cha tôi đâu phải bị đây, nung đúc hàng ngày.
Nhưng mà bây giờ đối trước mọi người hiền lành thế này, đối trước mọi người như thế này thì làm sao mà sanh ra tâm thù hận nữa. Bởi vì ta nói là lòng từ bi quá giải hận thù, lòng thương yêu quá giải hận thù. Tức là cái người kia thương ông này thật sự như con của mình, cho nên dạy hết tất cả các cái thì người cha dạy con lòng tương yêu đó, thì làm sao cái người này mà phát lên tâm hận thù đối với người đó được. Quý vị, cho nên á, nếu chúng ta có ân có oán gì với ai ở trên đời này á, quý vị, là chúng ta hãy đối xử với họ bằng cách thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, giúp đỡ, dầu cho họ thù ta cỡ nào đi nữa cũng quá giải. Đối với cảnh đó thì làm sao khởi tâm thù hận được. Cho nên giải quyết quan gia trái chủ bằng chúng ta đối là một cái cảnh mà không phải cảnh của thù hận. Còn bây giờ chúng ta là hại người ta, rồi hại con người ta, hại cháu người ta, gọi là quan quan tương báo không bao giờ mất. Nhưng mà nếu chúng ta thương yêu giúp đỡ, ăn năn hối hận thì người ta đối với cái cảnh đó đó quý vị, là người ta tha. Con người hoặc là các loài chúng sanh là gì đó, đối cảnh nó sanh tâm. Vì đối với cái cảnh tốt làm sao sanh tâm xấu được. Có thấy không? Đối cảnh tốt thì người ta phải sanh tâm tốt thôi, chứ đâu có bao giờ mà sanh ra tâm xấu gì được. Cho nên nó tâm sân và tâm tham. Cái lúc mà cái vị này ngồi quán á, về từ bi á quý vị, không có tham sân. Mà chúng ta quán tâm trên tâm á thì được. Còn quán từ bi có nghĩa là chúng ta quán về khổ, đối tượng chúng ta là khổ nên mới sanh lòng từ bi. Đối tượng khổ là lòng từ bi, đối tượng bất như ý là tâm sân. Nhưng mà trong tâm của mình, trong một sát na, nó chỉ có một tâm thôi. Ví dụ cho tâm mình nó có lòng từ bi thì nó sẽ không có tâm sân. Mà có tâm sân á, thì nó sẽ không có lòng từ. Cho nên mình thường xuyên khởi lòng từ thì tâm sân không có cơ hội để khởi. Mà một tâm nó không có cơ hội để khởi, tức là nó không chiếm dài thời gian trong tâm mình, thì tâm đó nó sẽ eo ọt, nó yếu. Mà tâm yếu thì nó không có công năng dẫn mình đi cảnh giới. Trong lúc cận tử nghiệp á, cận tử nghiệp tức là tâm nào mạnh nó dẫn đi. Trong lúc tắt thở, cái tâm nào đang hiện hữu thì tâm đó dẫn. Cho nên cái người mà trước khi tắt thở đó, người ta làm nhiều cái biện pháp lắm. Người ta làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, hoặc là người ta khai thị cho cái người đó, để cho người đó khởi lên cái tâm lành. Ta bắt máy niệm Phật, hoặc ta khuyên người đó niệm Phật, hoặc ta nói gì đời sống nó vô thường đối với người đó, để người đó hiểu là trên cuộc sống này không có gì để giữ lại được đâu. Giữ được không có giữ được hoài đâu, buông đi, niệm Phật đi, về để cõi Phật, Phật mới cứu được mình thôi. Còn tất cả vàng bạc của báo, danh lợi gì trên thế gian này không có cái gì cứu được mình hết. Cứ buông đi thì bắt đầu người đó buông. Tại vì người đó là hiểu được rồi, hiểu được cái mình cần nắm thì cái mình cần buông. Còn bây giờ chúng ta còn ăn còn mặc thì chúng ta nắm tiền, nắm bạc, nắm vàng, nắm vật, danh lợi, nắm nhà cửa ruộng vườn. Nhưng mà lúc hết thở rồi thì người ta hiểu được rằng lúc hết thở rồi tất cả các cát nắm cũng không có nắm được đâu. Mà nó trở thành dĩ vãng, nó trở thành của người khác. Cho nên lúc đó người ta buông, người ta chỉ nắm câu niệm Phật, người ta chỉ nắm con đường tu tập, người ta chỉ hướng về Phật thôi. Người nào hiểu được điều đó quý vị, thì trước khi chết ta buông nhờ vào sự khai thị đó. Cho nên khai thị người ta hiểu, người ta không còn nắm nữa. Như bữa trước ta đi Bến Tre, hộ niệm cho một cái chú đó. Chú có cái đồng hồ, không cho ai hết, đồng hồ đó là đồng hồ người ta tặng mà. Nhưng mà mình thấy vậy là chú quyến liếng cái đồng hồ, hồ đẹp lắm. Thầy mới khuyên chú nên buông bỏ hết, chú buông bỏ được hết tất cả cái. Thì trước khi mất có 2 tiếng đồng hồ thôi đó quý vị, là chú kêu đứa cháu là chú cho cái đồng hồ là xong đó. Nên ông ra đi rất là thanh thản, niệm Phật ra đi thanh thản, tại vì bệnh ông không thể cứu được. Cho nên ra đi rất là thanh thản. Nếu mà người nào không dính mắc trên thế gian này, không dính mắc nghĩa là gì? Là tất cả các cái khác mình đều không tham. Dính mắc nghĩa là tham nó đó, ở một góc độ nào đó. Còn mà không có dính mắc tức là không tham. Không tham tức là có nó cũng được mà không có nó cũng được, đó là không có tham đó. Không có dành mọi cái để mà được nó ở trên đời này. Do đó mà cái người mà không có tham á, thì người đó không có sân. Tham sân là mặt trái của một bàn tay. Ví dụ như cái bề đen á, là sân, cái bề trắng á, là tham. Nên người có tham thì phải có sân. Cái người có yêu là phải có ghét. Ở nơi này là hai mặt của một vấn đề. Tức là ở thế gian này bao giờ cũng là hai mặt vấn đề chứ. Trời ơi, nói thiệt á, tôi không còn thương ai hết, tôi chỉ còn sân hận thôi. Sai. Ông còn sân là ông còn thương đấy. Cho nên á, nắm cái chỗ này mà ông Kim Dung viết cái gì cô Lý mặt sầu đó, thấy không?
hận cái ông sư huynh dữ dằn lắm nhưng mà thương người ta. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là trên đời này nó có hai mặt trong vấn đề. Còn giận á thì là còn thương, còn tham á thì là còn sân. Quý vị, trên đời này nó còn này, nó còn cái kia, hai mặt vấn đề, còn cao là còn thấp, còn mập là còn ốm, còn ngu là còn khôn, còn đẹp là còn xấu, còn bự là còn nhỏ. Như vậy thôi à, trên đời này nó là vậy đó. Cái là hai mặt vấn đề, có ngày phải có đêm. Không bao giờ ngày không mà không bao giờ đêm không. Không bao giờ nóng không và cũng không bao giờ lạnh không. Có nóng có lạnh, nếu thế giới nó còn từng quần. Còn nếu mà nóng không là tiêu diệt hết, lạnh không cũng tiêu diệt hết, không còn gì cả. Còn nó còn là còn nóng còn lạnh đấy. Ví dụ như mình thấy cái gì nó còn là còn nóng còn lạnh đấy. Còn ví dụ không còn nóng còn lạnh, nóng không hoặc lạnh không là tiêu diệt. Bây giờ thân mình mà lạnh không coi, mấy bữa nó rã liền. Mà thân mình nổi lên sốt mà hoặc là người ta đốt nó nóng coi thì nó cũng rã tan. Nên mà còn nóng còn lạnh là còn điều hòa, còn cao còn thấp là còn điều hòa. Như vậy tất cả các cái tồn tại phải tồn tại trên hai mặt nó mới điều hòa được. Điện âm phải có điện dương, nam phải có nữ, tốt phải có xấu, giàu phải có nghèo, đẹp phải có xấu. Cho nên mình mới phát nguyện, thôi tôi xấu đi để cho người ta đẹp, tôi nghèo đi để cho người ta giàu, tôi ngu để cho người ta khôn, thấy không? Tôi đau khổ đi để người ta được ăn vui. Bởi vì có nhiều người ta phát nguyện vậy đó, cũng làm cách nhìn, nó làm cách nhìn đấy. Một cách nhìn thôi chứ chưa chắc đã làm được điều đó, nhưng đó làm cách nhìn. Cho nên mình thấy mình xấu quá, mình cũng không buồn, là tôi xấu để cho mọi người được đẹp. Tại vì có xấu phải có đẹp, mà có nhiều xấu tôi xấu hết rồi thì người khác đâu còn xấu nữa. Quý vị, giống như cái anh đó ở trong cái đoạn kinh, hình như là ở trong cái đoạn kinh Mục Liên Sám Pháp gì đó, là anh này ảnh ảnh bất hiếu với mẹ ảnh, sau khi chết ảnh đọa địa ngục. Thì lại tới đó đó, ta mới dẫn tới đó, mới đội cái chậu lửa lên đầu á. Cái ông mới nói với ông cai ngục á, là cái chậu lửa này tôi đội tới khi nào, cái thời gian tôi đội cái chậu lửa này bao lâu. Thì ông cai ngục ông nói là nếu ở trên đời này có một người nào bất hiếu giống như anh chết xuống đây thì anh mới thế cái chậu lửa cho anh mới thoát khỏi cái đội cái chậu lửa. Ông giơ tay lên phát nguyện, phát nguyện trước trời đất luôn, con phát nguyện từ đây tới lỷ kiếp mãi mãi về sau con đội cái chậu lửa này. Cái ông cai ngục là ủa, ông phát nguyện kỳ, ông người ta muốn thoát khỏi chậu lửa, ông phát nguyện đội chậu lửa. Ông mới nói rằng là hồi nãy ông nói đó, nếu trên đời có người nào bất hiếu với cha với mẹ xuống đây thay thế tôi, nhưng mà bây giờ tôi rất là hối hận khi tôi bất hiếu với mẹ, tôi thấy mẹ tôi rất là đau khổ, cho nên tôi không muốn bất kỳ người trên thế gian này đau khổ giống như cha mẹ của tôi, cho nên tôi đổi chậu lửa này hoài, có nghĩa là không ai bất hiếu để xuống đây thay tôi, nên tôi đổi hoài, nên tôi phát nguyện tôi đổi hoài, có nghĩa là trên đời này không còn đứa con bất hiếu nữa, cho đấng làm cha làm mẹ không còn đau khổ nữa, nên tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi đổi cái chậu lửa này. Ông vừa phát nguyện xong sanh cõi trời. Người ta nói ủa sao nó tự nhiên á, là đọa địa ngục đổi chậu lửa mà chút xíu sanh cõi trời vậy? Sanh do tâm. Cái tâm nào sanh cõi đó. Cái tâm ổng đời đời kiếp kiếp ổng muốn đổi chậu lửa để cho người ta hết ngổ ngang với cha mẹ của mình. Cái tâm đó là tâm Bồ Tát, tâm giúp đỡ người ta, tâm thương yêu, tâm giúp đỡ chứ không phải là cái tâm quậy. Mà chính cái tâm đó làm cho ổng sanh cõi trời. Tâm đó tâm thiện lành. Cho nên mình phát tâm thiện lành, dầu cho mình đang ở cảnh địa ngục thì nó cũng phải lên cảnh giới trên là ăn thua tâm. Quý hiểu không? Cho nên những người tu tập đó là người ta tu, người ta sửa cái tâm của mình là vậy đó. Và người ta nuôi cái tâm đó, gọi là tu tâm dưỡng tánh đó, là ta nuôi cái tâm đó cho được vững chắc, cho được bền lâu, để nó có một sức mạnh, để nó có thể chiến thắng được tất cả các tâm khác. Mà quý vị biết á, là cận tử có nhiều cái loại tâm khác nhau, cho nên cái tâm nào mạnh nó sẽ chiến thắng, trong lúc ra đi nó trở thành tâm tục sanh, là nó dẫn mình đi cảnh giới á. Cho nên người ta nuôi dưỡng cái tâm đó. Ví dụ như á, tâm niệm Phật ta nuôi dưỡng hoài tâm niệm Phật. Cái tâm niệm Phật là tâm gì? Cái tâm niệm Phật là cái tâm tưởng tới Phật, cái tâm tôn kính Phật. Mà tâm tưởng Phật, tâm tôn kính Phật đó quý vị, nó sẽ được cái tâm thanh tịnh, làm cho mình không có phiền não trong lúc mà mình nghĩ tới Phật. Là tâm đó tâm thanh tịnh. Mà quý vị biết tâm thanh tịnh về cõi tịnh chứ không bao giờ về cõi ác được hết á.
Cho nên tâm niệm Phật ta giữ hoài, ta không biết tu làm sao mà ta cứ niệm Phật hoài, không bao giờ về cõi ác. Là tại vì tâm niệm Phật là tâm hướng Phật. Tâm niệm Phật không có khởi phiền não đâu quý vị. Thử niệm coi đâu bao giờ có phiền não lúc đó. Không bao giờ người A-di-đà Phật, Nam-mô-di-đà Phật mà nổi sân đùng đùng hoặc nổi ghen đùng đùng, không bao giờ có trong lúc đó cả. Trong lúc mà nhớ Phật, tưởng Phật, nổi Phật đó, là không bao giờ có tham sân giận hờn gì đây chứ á. Có nhưng mà vẫn ít, thoáng qua trong cái ý nghĩ thôi. À, rồi người ta niệm lớn lên nó sẽ lướt qua. Do đó niệm Phật nó sẽ khống chế được phiền não, nhưng nó không hết phiền não, nhưng nó khống chế được phiền não. Mà mình nuôi cái tâm đó nó hoài, nó lớn hoài vậy đó, thì các cái tâm phiền não ác á, nó không có lớn lên được. Không lớn được thì làm sao nó thắng được. À, trong lúc người ta ra đi, nó lớn nó mới có sức mạnh chứ. Mà lớn á, là mình phải lưu lại trong tâm nhiều chừng nào nó lớn chừng đó. Cho nên tâm nào được lặp đi lặp lại nhiều, tâm đó nó sẽ lớn. Ví dụ người ta thiền định hoài thì tâm thiền định nó lớn, niệm Phật hoài tâm niệm Phật nó lớn. À, người ta thanh tịnh hoài tâm thanh tịnh nó lớn. Còn người nào mà nổi ghen hoài tâm ghen nó lớn, người nào sân hoài tâm sân nó lớn. Cho nên đó quý vị, người ta mỗi lần ta khởi tâm sân lên, cái ta niệm Phật cho nó tan tâm sân đi, để thời gian nó nổi lên nó ngắn. Có nghĩa là mình không nuôi nó không có lớn lên. Cho nên đó là cái tâm gì khởi lên cái là ta không biết đường để hóa giải tâm đó, thì ta niệm Phật cho nó tan, hoặc ta trì chú cho nó tan, hoặc ta buông xả cho nó tan, ta xả thọ cho nó tan. Để làm chi? Để nó không lưu trú trong tâm mình dài lâu. Lưu trú trong tâm mình dài lâu nó trở nên lớn. Nó sanh ra rồi nó diệt đi, giống hệt như cây mới nhú lên cái nó diệt đi, nó nhú cây khác lên thì nó nói. Còn bây giờ cây nó lớn lên đó, mình nuôi nó lớn lên nữa, nuôi lớn nữa, mà nó càng lớn càng bự, mình càng khó trị nó. Cho nên quý vị đừng có để cái tâm nào ở trong tâm mình á mà lâu dài chứ nghe quý vị, nhất là tâm phiền não ác, tham hoặc là sân hoặc là ghen hoặc là ghét hoặc là giận hoặc là hờn ai á quý vị. 15 phút thôi, con nhà Phật 15 phút thôi, đừng cho nhiều. Mình hãy để tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thương yêu chúng sanh, tâm thiền, tâm định, tâm niệm Phật. Để tâm đó nó hoài hoài, mình không biết tu hết, mình tu vậy là đúng đó. À, quý vị, cứ A-di-đà-phật, 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 có giận cái mình niệm lên cho nó tan, để cho cái tâm giận nó xuất hiện có một chút ha, là nó đi liền, rồi là nó chết yểu đó. Cho tâm giận hờn sân si nó chết yểu, mình nuôi những cái tâm thiện lành nó lớn, mình phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, mình là phát tâm Phật, mình phát tâm thanh tịnh, mình phát tâm từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh. À, quý vị phát hoài, phát hoài, phát hoài nó lớn. Nó lớn thì lúc chết nó, cái tâm đó nó sẽ thắng mấy cái tâm kia. Cái tâm nào nó lưu trú trong tâm mình càng lâu càng dài, phát đi phát lại hoài thì nó lớn. Cái tâm nào gì lặp đi lặp lại hoài, tâm đó nó lớn. Nó lớn, nó mạnh lên, mà nó đã lớn mạnh rồi thì nó có khả năng chiến thắng các cái tâm khác trong lúc tử, trong lúc chết. Mà nếu lỡ mà xui xui nó chiến thắng lúc đó mà chính cái tâm phiền não ác là mình thua đó. Mà nó dẫn mình đi cảnh giới ác. Mà đi cảnh giới ác giống như người ta ở trong tù, khó lòng mà ra khỏi. Đừng có vào thôi, nên ta phải ngừa, phải tránh trước. Chứ đợi tới đó rồi á, mà nhờ con cháu đi cầu siêu, là đi tụng kinh đồ á quý vị, khó lắm mà. Bây giờ nó còn sao, mình còn sống nè, mình sai nó còn khó sai nè, huống chi đã chết mà nó tự động nó đi. Hiểu không? Mà khi mà còn sống nè, kêu nó về chở cho cô đi chùa cái, nhằm khi nó còn lắc ngang nè, chứ huống chi mà chết rồi mà nó đem bài vị, nó nhờ mấy thầy cầu siêu, hay là nó ngồi đó nó tụng kinh nó cầu siêu, không có đâu. Cho nên mình phải thủ, tự mình phải thủ, tự mình phải tu, tự mình phải làm phước. À, mình đứng trên đôi chân của mình. Cho nên Đức Phật nói ở trong kinh Di Giáo, là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, các con hãy lần hòn đảo của chính mình. Tự mình hãy thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là những cái phước báo công đức đó tự mình làm cho nó chắc ăn, chứ người khác làm hồi hướng hên xui dữ lắm, gọi là hên xui dữ lắm luôn á. Nhằm khi nó làm lần cho nó vui thôi, rồi mấy lần sau nghỉ luôn. Quý vị thì làm sao đủ để mà lôi từ địa ngục lôi lên, quý vị lôi từ ngạ quỷ lôi qua. Thôi tránh trước nó chắc ăn đi, tu tập hay là mình làm phước là cái của mình, mình tu tập là cái của mình cho nó chắc ăn. Chứ đừng có bao giờ nghĩ con cháu nó sẽ làm phước sự. Bây giờ con cháu nó đi chùa nhiều lắm, mai mốt nó nhờ mấy thầy cúng dường chay tăng bố thí này nọ, nó làm có một lần một hà, hoặc là không có làm, hoặc là có để lại tiền nhiều làm lần hai lần thôi xong rồi, 110 ngày là hết, hoặc là giáp năm là thôi, từ đó về sau nghỉ. Mà quý vị biết á, mình á có 1000 ký tội, làm lần được 50 ký, nó làm chục lần mới có 500 ký, mà làm có 3 lần có 150 ký, còn nợ 750 ký kia nó chìm ngắm luôn á. Ủa hiểu không?
Nhưng mà bây giờ nè, chúng ta hãy sám hối cho nó bớt tội. Chúng ta tu tập đừng cho có tội. Thì có đi nữa nó nhỏ, không đáng kể. Nhưng mà cái thiện, cái lành, cái tâm tốt mình nó lớn quá, nó chiến thắng hết. Cho nên cái người nào chỉ niệm Phật một ngày thôi đó quý vị, bằng người ta cầu siêu năm. Quý vị á, nên chủ nhật mình đóng cửa lại, mình ngồi mình tu đi. À, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình nguyện ngày nay ăn chay 24 tiếng đồng hồ, giống như bác quan chay, ăn chay 24 tiếng đồng hồ. À, tức là thử ngày, thử 2 ngày, thử 3 ngày, đó phước của mình đó. Phóng sanh, rồi cúng dường, rồi bố thí, rồi cho, rồi tặng. Niệm Phật, ngồi thiền, định tâm, vân vân, đó là của mình hết đó quý vị. À, niệm ngày thôi phước biết nhiêu, công đức biết nhiêu. Chứ đừng có đợi mà người ta làm cho mình, không có làm đâu. Đó thầy, ở thầy sao thầy bi quan quá vậy? Không. Cái người á, có nhiều năm sống trên đời, người ta kinh nghiệm, rồi mình quan sát trí tuệ tư duy, quan sát xung quanh, kinh nghiệm. À, quý vị thấy có ít lắm. Dục đứa cháu chỉ có một đứa có tâm thôi. Biết cháu mình có tâm hay cháu của người ta có tâm. Quý vị hiểu không? Một chục đứa cháu chỉ có, hoặc 100 đứa cháu chỉ có một đứa có tâm hà. À, quý vị hiểu không? 10 đứa con chỉ đứa có tâm để làm chuyện đó, mà biết đó là con cháu của mình hay con cháu của người ta có tâm. Trong 10 đứa đó con cháu của người ta là mình tiêu rồi. À, quý vị tại sao mình dám bảo đảm đó là con cháu của mình chứ? À, quý vị hiểu không? Ta thống kê ha. Thôi. Giống như ông kia đó, ông mổ mổ thần kinh tủy sống. Ông có khối u mổ thần kinh tủy sống. Thì ở trong sách y khoa nói á, là mổ 10 người thì sống được 1 người. Tức là mổ được 10 người á, tỷ lệ phần trăm á, là sống được 1 người. Cái ông kia ông hỏi bác sĩ gì chứ, tỷ lệ phần trăm mổ được 10 người thì sống được 1 người. Vậy thì đầu năm tới bây giờ bệnh viện ông mổ mấy người rồi, là mổ được 9 người rồi, hỏi có sống người nào không? Không. À, quý vị, tức là 10 người sống người, mà mổ 9 người không có người nào sống hết. Vậy là người thứ 10 này sống nè. À, quý vị, cho nên á, ổng quyết định ổng mổ cho ba của ổng mổ đi. Trời, ổng kiện bệnh viện quá trời luôn. Ông là tôi đã hỏi rồi, 10 người sống người, mà mổ 9 người đi hết rồi, bây giờ á, là 10 người thứ 10 phải sống chứ, đúng không? Cho nên á, là ổng quyết định luôn. À, là chắc chắn 100% trong tay, mà sao mổ không có đi, ông kiện bệnh viện. Rồi nó xử đó cũng mệt lắm á nghe. Bệnh viện đó là 10 người sống 1 người. Thật ra ta khảo sát trên 1.000 ca như vậy đó, thì có bao nhiêu ca được sống, tại mới chia trung bình ra là trung bình 10 người là sống được người. Chứ đâu có nói là mổ 10 ca tới ca thứ 10 9 người mất, vậy có người thứ 10 này sống. À, ta nghĩ vậy đó, có nhiều người ta nghĩ theo cái nếp nghĩ vậy đó. À, quý vị, à, thì lại là à, không có ổn à, tí nào. Cho nên đó quý vị, mỗi khi mà chúng ta nổi lên một cái tâm sân, hay khỏi nổi lên tới tâm tham đó, là tùy vào kiến giải của mình. Kiến giải nghĩa là mình nhìn cái đó mình bất như ý, là không đồng ý là bất như ý. Hoặc là mình nhìn cái đó mình đồng ý, đó là kiến giải, là cái hiểu biết của mình về cái đó. Mình rất là đồng ý về nó, hoặc là mình không đồng ý về nó. Nhưng bây giờ mình có trí tuệ, mình thấy cái đó hồi xưa mình không đồng ý, nhưng mà bây giờ mình đồng ý. Hoặc là hồi xưa mình đồng ý, bây giờ mình không đồng ý. Hoặc giả là mình không đồng ý cũng không đồng ý, mình thấy nó bình thường. Có gì đâu mà giận, có gì đâu mà tham. Bây giờ ví dụ nè, người ta nói một câu: sao tôi thấy cái makeup này cái mặt anh xấu quá vậy, nổi mụn tùm lum. Tự nhiên mình sân lên à. Nhưng mà bây giờ mình hiểu, người ta nói là cái chuyện ý kiến riêng của người ta thôi. Như vậy cũng có gì đâu mà sân. Hoặc là lúc trước người ta khen, trời sao cấp này anh hảo tướng quá, đẹp quá ha. Tự nhiên mình vui lên. Bây giờ mình nghĩ cái đó ý kiến riêng của người thôi, chứ đẹp xấu mình biết mà. Vậy thì vui để làm gì? Do đó tham sân nó không được hình thành.
Khi chúng ta có tuệ chi biết được sự thật của cái vấn đề nó là như vậy, nên tham sân không có được hình thành. Cho nên tâm mình được thanh tịnh là do trí tuệ phát sanh tâm được thanh tịnh. Tham sân không có thì si nó không có. Do đó ta nói là trí tuệ sẽ diệt đi vô minh và phiền não là chỗ đó. Cho nên đó, mình làm gì được trí tuệ, mình nghe pháp được trí tuệ, mình tư duy được trí tuệ, mình tu tập hàng ngày được trí tuệ, giữ tâm thanh tịnh được trí tuệ. Ví dụ mình nghe pháp càng nhiều, đọc sách càng nhiều, trí tuệ phát sanh lên càng nhiều. Bởi vì không tin nghe kinh nghe sách càng nhiều đi, nghe hoài 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 trí tuệ nó mở mang. Trí tuệ mở mang nên cái cách nhìn về cái đó mình bị được thay đổi, gọi là thay đổi kiến giải. Cho nên thay đổi kiến giải tức là thay đổi tâm. Nên người ta tu tập là mục đích cuối cùng để thay đổi tâm. Thay đổi tâm gì? Thay đổi tâm từ cái tâm nhận định một vấn đề sai cho nên thành tâm nhận định đúng. Đúng tức là đế, chữ đế có nghĩa là sự thật. Cho nên chúng ta nhận định đúng cái sự thật thì cái đó gọi là chân đế. Chân là thật á. Còn nhận định cái sự thật nhưng mà nó không phải là chân đế thì gọi là tục đế, nó cũng là sự thật. Nhưng mà nó thuộc về thế tục. Cho nên cái sự thật đó nó chi phối bởi vô thường, bởi khổ. Còn chân đế nó không chi phối bởi bất kỳ cái gì cả. Cho nên trí tuệ nó sẽ giúp cho mình nhận định tất cả các pháp ở thể chân đế. Cho nên mình không buồn, không vui, không hờn, không giận, ghét ghen để thanh tịnh. Nên không có phiền não. Không có phiền não, không có vô minh, trí tuệ nó phát sanh. Nó sanh chứ thực ra nó không sanh gì hết trơn á. Nó không có vô minh là tự nhiên nó sáng thôi chứ nó không sanh. Nó tự nhiên nó sáng chứ đâu phải trí tuệ nó sanh ra. Ai đẻ ra trí tuệ nó sanh ra. Bây giờ ví dụ như không có bóng tối thì có ánh sáng. Vậy ánh sáng đâu phải cái gì nó sanh ra. Không có gì. Mà tại vì ánh không có bóng tối thì là ánh sáng vậy thôi. Bất kỳ nơi nào trong vũ trụ này, nếu nơi đó không có bóng tối thì nơi đó là ánh sáng. Nơi nào không có ánh sáng thì nơi đó có bóng tối. Ở trong vũ trụ này, dầu cho chúng ta ở đây hay là lên sao thủy, sao hỏa, sao kim, sao thổ, sao diêm dương, sao thái dương. Không, thái dương là sao cũng sao rồi. Cho nên là quý vị là thấy thay đổi kiến giải làm cái quan trọng. Tức là mình nhìn nhận một vấn đề. Cho nên cái người nít nhìn nhận vấn đề khác, người lớn nhìn nhận vấn đề khác. Là tại sao người lớn học nhiều, người lớn kinh nghiệm nhiều sẽ nhìn nhận vấn đề nó khác đi. Còn bây giờ chúng ta học pháp nhiều, chúng ta tu nhiều sẽ nhìn nhận vấn đề nó khác đi. Còn người nào đắc đạo có nghĩa là ta nhìn vấn đề hoàn toàn chính xác 100% về thực tướng của nó. Là đắc đạo là siêu trí tuệ, nó hiện hữu luôn. Còn bây giờ trí tuệ của mình nó chập chờn giống hệt như cái bóng đèn mà điện cúp gì đó. Nó chập chờn. Lâu lâu nó nhá, cái thanh tịnh thì nó nhá, cái lâu lâu nó tắt, lâu lâu nó nhá, lâu lâu nó tắt. Trí tuệ mình là vậy đó, trí tuệ mình giống hệt như cái đèn mà có con chuột mà nó hư con chuột vậy đó. Nó nhá, 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 trí tuệ mình ở cấp độ nhá nhá. Còn cấp độ con vị đắc thánh quả đó là cấp độ luôn luôn lúc nào trí tuệ cũng hiện hữu á. Thì vì đó không còn một chút phiền não nào cả. Tại trí tuệ nó thuộc về đẳng cấp, nó luôn luôn lúc nào ngự trị trong tâm mình hết thì người đó vĩnh viễn không còn phiền não. Nếu trí tuệ vĩnh viễn ở trong tâm của mình thì vĩnh viễn không còn phiền não nữa thì người đó đắc thánh quả giải thoát. Còn bây giờ mình có lúc có trí tuệ, có lúc không, nó phụ thuộc vào cái phiền não nhiều hoặc ít. Ví dụ ngày nào mình phiền não ít thì mình sáng ra lắm. Còn ngày nào phiền não nhiều thì nó tối đi, là trí tuệ mình nó chập chờn như đèn con chuột bị hư. Nó nhá 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 vậy thôi. Cho nên mình phải rèn luyện hàng ngày, phải nghe pháp hàng ngày, phải tu tập hàng ngày, phải tư duy pháp hàng ngày. Tư duy là suy nghĩ pháp về thân và tâm của mình, có Đức Phật nói mình ở vị trí nào. Cho nên mình hiểu về chính mình nhiều chừng nào, trí tuệ phát sanh nhiều chừng đó. Nên Đức Phật dạy mình quán tứ niệm xứ, tức là quán bốn nơi trên thân và tâm của mình, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nếu mình quán càng nhiều, tại sao quán mình càng nhiều thì là trí tuệ càng phát sanh? Là tại vì khi quán mình không có phiền não sanh, cho nên trí tuệ nó sáng. Mà khi quán mình sẽ hiểu thật về mình nên mình không còn chấp ngã. Chấp ngã có nghĩa là mình không hiểu sự thật về mình tính mình chính là mình. Mà Đức Phật dạy mình không phải là mình, gọi là vô ngã là không phải mình á. Mà mình chẳng qua là năm cái nhóm hợp lại mà thôi, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, thức, đó là ngũ quẩn. Cho nên nếu mà ai thấy mình là năm quẩn hợp thành nên nó bị chi phối bởi ba chá giá, tức chi phối bởi nhân duyên. Có nghĩa là có lúc hợp, có lúc tan, lúc hợp tan trong cái vô thường. Cho nên họ không khổ đau về mình nữa thì họ vượt qua được thân kiến, là một cái đầu tiên để vào quả vị thánh thứ nhất đó. Do cái nhìn của mình thôi. Nên đắc quả không đắc quả là do tâm của mình nhận định. Cho nên mình càng nghe pháp càng nhiều, mình là càng tu tập càng nhiều,
Mình càng tư duy pháp càng nhiều thì trí tuệ mình mở khai, có nghĩa là cái nhận định, nhận thức về thế giới nó thay đổi. Quý vị không tin đâu, quý vị nghe riết đi, học pháp riết đi, cái nhận định về thế giới nó thay đổi lần lần. Mỗi lần mình xấu xa, mình ích kỷ hẹp hòi lắm, bây giờ tâm mình mở ra từ từ. Mình cho người này, mình tặng người kia, mình giúp người nọ. Đó là tâm mình nó lớn lên, nó thay đổi kiến giải đó. Từ từ, hồi xưa mình coi tiền như ông chú, ông bác của mình, nó cất một tủ, còn hung nó nữa. Còn giờ mình có tiền tùy duyên mà mình cho, mình tặng, giúp đời, rồi mình xài. Ngày xưa không dám ăn, không dám xài, ly phê không dám uống. Bây giờ thì muốn uống phê thì cũng uống thôi, mắc gì ly phê không dám uống. À, quý vị có nhiều người ngã đợi, dám vô quán sẽ tốn tiền, ở nhà quậy nước uống thôi cho nó rẻ tiền thôi. Quý vị còn bây giờ đi dọc đường, đợi tới về nhà đi 3 ngày, tới về nhà gì 3 ngày không có nước uống à, thì cứ mua uống thôi chứ quý vị. Tiền bạc cũng chẳng qua nó là công cụ của mình thôi, nó là nô lệ của mình thôi, chứ đâu phải là mình là nô lệ của tiền. Tiền là nô lệ của mình xài tiền làm gì làm đó. Bây giờ mình khát nước mua tự nước uống, không có chỗ ngủ mướn cái võng ngủ. Quý vị hơi đau ngủ nằm dưới đất cho bị cảm. Ông hiểu không? Nhưng có người không dám mướn cái giỏng ngủ, không dám mua một ly nước uống, đi xuống suối rồi nó hứng nước uống cho đau bụng chết. Quý vị có nhiều người nha, không dám uống một cái chai nước suối 20.000 bạc ở khu du lịch, không dám mua. Đi hứng cái đầu nước suối trên nó hứng uống, uống xong rồi vô bệnh viện. Quý vị tiêu chảy vô bệnh viện mất hết 1.000.000. 20.000 không chịu uống mà uống nước suối vô. Có rồi đi du lịch đó, quý vị hứng nước uống là vì tốn, sợ tốn tiền rồi. Vô bệnh viện 1.000.000, nó 1.000.000 còn ít, nó nếu mà nặng á, vô nước biển đâu còn hơn nữa đó quý vị. Cho nên thôi, tiền nó là đầy tớ, nó là nô lệ của mình, công cụ nó là nô lệ của mình. Có thì vẫn xài, nhưng đừng có xài phí. Xài phí nghĩa là gì? Xài đúng thôi chứ đừng xài phí. Xài phí nghĩa là đây, chúng ta ăn 3 món ăn là mình đủ ăn cái bữa đó rồi, đi kiếm 8 món ăn 3 món bỏ 5 món. Mà người ta bỏ không phải bỏ nguyên món đâu, bỏ 1/3, 1/4 của món. Quý vị, nhất là mấy cô nhỏ nhỏ lớn lên hẹn với mấy anh chàng nào đi uống nước đó, trời ơi vô uống gỉ gỉ nguyên cái chai cam dắt, ly cam dắt người ta uống coi nhiêu đây bỏ nè. Quý vị thấy đó chưa? Hẹn với bồ, hẹn người yêu rồi đi uống ra quán nước uống đó, nguyên cái ly cam dắt người ta ở đây luôn, là đành đạn uống có chút xíu đây bỏ luôn ly rồi tính tiền đem về. Không có đem về tính tiền rồi bỏ đó không quý vị. Trong khi về nhà dắt nguyên chục cam uống. Còn mời ăn cơm á, ăn gí con miếng bỏ hết trơn vậy đó quý vị. Về nhà 2-3 tô kiểu này nè, nạm vô. Sống gì chi vậy, sống thiệt đi không quý vị. Nên bữa trước á, chạy đi giảng thì Phật tử mới mời ghé cái quán kia ăn. Kêu đồ quá trời nhiều, ăn đâu hết. Thầy mới kêu lấy bọc bọc đắp thầy đem về. Cô nói thầy ơi, thôi thầy ơi, kỳ dữ lắm, kỳ dữ lắm. Thì là kỳ gì, kỳ mình trả tiền mà. Túi này tôi trả tiền hết rồi mà. Thì mình đem về chứ người ta đem cho người ta đổ bỏ à. Chứ đâu người ta đem vô, người ta đâu có dùng lại ăn. Cái gì mà dọn cho khách rồi là đem vô người ta bỏ hết à. Tại vì vấn đề vệ sinh á, môi trường vệ sinh của người ta. Tự nhiên á, cậu nói hoài luôn á, cậu la thôi thầy ơi kỳ lắm thầy ơi. Là cô quê cô ra trước đi, cô ra xe trước đi. Hai chồng ra xe trước đi. Thầy không có quê, ở đây thầy kêu để vô ấy là đem về à. À, quý vị trả tiền rồi mà ăn có nữa. Rồi với toàn là đồ xịn không. À, quý vị, toàn á là gỏi đồ không chứ đâu phải là đơn giản đâu. Quán sang mà. Cho nên là lấy về nguyên bọc, lấy tỉnh bơ ra vậy nè. Ngồi quê chứ quê gì, quê tiền mình trả rồi lấy về mình ăn. Mà thầy kêu lấy người ta cũng hoan hỷ, mình nói là ăn này không hết để về để ăn bỏ uổng nghe mấy đứa chạy bàn á thì nó dạ lấy, nó có nói gì đâu, mình nói nó thôi, mình đã này nè ăn bỏ uổng rồi thôi á, là lấy cho thầy đem về ăn chứ bỏ uổng thì nó dạ đem vô lấy chứ có ở đâu, nó có khi dễ gì mình đâu. Mà trời ơi hai chồng nói kỳ lắm thầy ơi, kỳ lắm thầy ơi, thầy muốn mua về con mua khác cho. Tôi là tôi đâu có muốn đem về, mà tôi muốn đem cái phần dư này về chứ tôi đâu có muốn đem cái mới. Mà cứ khăng khăng có là thầy muốn ăn cái gì thì kêu cái mới đem về. À quý vị, là không, tôi muốn ăn cái phần này nè, cái phần mà mình ăn còn đây nè. À quý vị, cho nên đó quý vị, ở trên đời này á, cái đáng quê mà không quê, còn cái không đáng quê mà người ta quê. À quý vị, cái đáng quê là gì, làm tầm bậy đó mà người ta không quê.
Ví dụ mình nói sân, mình nói tham, mình nói bậy làm bậy đó mà tam chịu quê, mà ta lại quê mấy cái không có đáng quê, ăn dư mình đem về mình lại quê đó, quý vị. Còn á, gặp cái gì mình tham lam giận hờn sân si lên đó thì người ta không quê, quý vị thấy không? Con người nó trẹo trẹo làm sao á, đáng lẽ mấy cái đó quê đó thì ở trong nhà Phật gọi là tam quý đó, là quê á đó. Đó, quý vị, thì người đó còn cứu giảng được tâm, nhưng mà mấy cái đó không quê, cứ làm tới không à. Còn mấy cái quê thì không quê, mà mấy cái không đáng quê lại quê. Cho nên ở trong nhà Phật nhìn thật, cái gì thật thật cả không sao chứ, quý vị không ăn cắp trộm ai thôi à. Cho nên đó là mà cũng gặp hoài chứ không phải không gặp đâu. Ba cái vụ mà đem đồ về, gặp thầy là đem về không sót một món luôn, bỏ ghê gớt ở đâu chứ. Trả tiền rồi mình đâu có sợ à, quý vị gom. Nhưng mà lên ăn phải nói trước à, gấp gấp đũa ăn muỗng giùm tôi nghe, hỏi chi thầy chút có dư gì tôi đem về, chứ còn mà ăn tùm lum chẳng chân ai đem về ai dám ăn, phải không? Vệ sinh mà. Ở đây có cái câu hỏi trả lời nào rồi mình nghĩ à, kính mong thầy cho con hiểu đúng cần thực hành như thế nào khi con phát tâm hiến xác, dẫu con hiểu rằng không chấp thân mình, nhưng làm thế nào để khi lâm chung giữ được tâm buông bỏ và thiện lành. Thật ra quý vị á, là hiến xác là một điều tốt, khi mình phát tâm đó là tâm tốt. Sau khi người ta mất đi rồi á, thì người ta thấy người ta không có còn làm lợi ích gì cho ai nữa, nên còn thân xác này người ta làm lợi ích cho y học. Nhưng mà mình nếu mà xét về mặt Phật học nha, đó là xét mặt thế gian thì rất là tốt. Xét mặt Phật học thì người này hỏi có ảnh hưởng gì không, và như thế nào để có thể buông bỏ, tức là buông bỏ thân kiến. Thì cái người mà mình phát lên tâm nguyện đó, đó mà muốn cho nó tròn đầy á, thì mình thường hay quán thân trên thân. Có nghĩa là quán cái thân này á, là tứ đại hợp thành, thân này là giả tạm phù du, và thiêu rồi cũng mất, chung rồi nó cũng rã tan. Cho nên á, nó không phải là mình, nó không phải là của mình. Nè quý vị, thì cái người đó sẽ không có đau khổ hay bất kỳ một cái điều gì, mà chỉ có hoan hỷ khi làm lợi ích cho chúng sanh mà thôi. Nhưng người nào mà còn cố chấp á quý vị, họ phát tâm vậy thôi, nhưng mà lúc đó thân mình bị làm này bị làm kia đó, họ cũng xót, họ nhìn họ xót, họ đau à, dần dần thì dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng ít nhiều về cái tâm ở phương diện Phật học. Nhưng mà cái phước báo đem lại thì dĩ nhiên có rồi, tức là người ta phát tâm đó, người ta thực hành việc đó dĩ nhiên có. Cho nên đó quý vị thường hay quán thân trên thân, để hiểu ra được cái thân mình nó giả tạm như thế nào, nên chúng ta không có liên tiếc cái thân nữa, thì điều đó là cái điều tốt. Và dĩ nhiên có những người ảnh hưởng đến nhiều người khác quá thì chúng ta cũng không nên ví dụ như cái vị đó là một cái vị lãnh đạo tinh thần của một nhóm người rất đông, người ta yêu quý người đó, mà người đó đi hiến thân vô người ta là mổ xẻ này nọ dịu đó, thì những cái người mà người ta yêu quý á, người ta không có cam tâm, lúc đó người ta sẽ rất là đau khổ dần dần thì mình phải cân nhắc quý vị. Còn người không dính dáng thì tới ai thì thôi, không vấn đề gì hết. Nhưng mà thường thường những cái người mà lãnh đạo tinh thần vậy đó thì thường thường họ không làm chuyện đó là tại vì nó ảnh hưởng nhiều cái vấn đề. Cho nên đó là người ta có trí tuệ, người ta xét nhiều cái góc, nhiều vấn đề, nhiều góc độ về mặt tác động, về mặt dĩ nhiên là bao giờ người ta cũng nghĩ là làm tốt cho mọi người xung quanh, nhưng có nhiều cái làm tốt chứ không phải chỉ có một cái làm tốt đó, có thể nhiều cái làm tốt hơn. Dần dần người ta sẽ chọn lựa. Quý vị hiểu là nói gì không? Hiểu là được nha, cái vấn đề hiểu chứ người ta không nói rạch ròi vấn đề này ra được. Cho nên đó quý vị mà hiến xác làm điều tốt, giúp đỡ cho đời, nhưng mà xét mặt Phật học để không ảnh hưởng gì hết cho nó tốt á, thì là mình phải hiểu về cái sự vô thường của cái thân này, cho nên thường xuyên quán thân trên thân để vượt khỏi cái tà kiến về thân á. Có nghĩa là thân kiến ở trong Phật học gọi là thân kiến, mình vượt qua được thân kiến đó thì là nó sẽ là tốt đẹp. Bây giờ chúng ta hết giờ, chúng ta nghỉ đây. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Và thông qua kênh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói là chùa mình không có lập Facebook để bán thuốc, người ta bán thuốc giả, người ta lừa đảo quý vị đó.
Quý vị gặp những trường hợp đó thể liên hệ tới văn phòng của chùa, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để giúp đỡ mọi người, và tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa cũng như là xây dựng Phật điện, và ông ta đang xây dựng phòng thuốc nam từ thiện thiện pháp, quý vị cũng đã hùng phước trong thời gian qua và công trình cũng đang tiếp diễn. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ và an lạc. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Ê đằng nô nha tì nằng hôn tu sư kê ta hôn tu nha ta dù. Ê đằng nô nha tì nằng hôn tu sư kê ta hôn tu nha ta dù. Ê đằng nô nha tì nằng hôn tu sư kê ta hôn tu nha ta dù.